À, xin chào các anh chị. Trên tay mình đó là một cái sản phẩm, đó là chân inox dành cho các công trình vách ngăn. Sản phẩm này đặc biệt sử dụng trong các cái hệ vách ngăn dành cho nhà vệ sinh. Thì cái dòng này có được gia công rất là nhiều kích thước khác nhau và được các đại lý phân phối sử dụng rất là nhiều. Thì trên tay mình là kích thước tương đương với cao tổng thể tương đương khoảng là 190mm. Và cái vị trí từ cái chân đế tới cái vị trí đáy vách ngăn thì dành cho loại này tương đương với khoảng là 150mm. Thì cái hệ ván được sử dụng trong cái chân đế này kết hợp với loại ván có độ dày tối đa là tương đương với 22mm, tức là tấm ván 18 có thể sử dụng được. Như thế này, toàn bộ sản phẩm được gia công trên cái vật liệu đó là vật liệu inox không rỉ và dây câu gia công cái bề mặt xước thế này. Trong quá trình sử dụng thì việc lắp đặt cũng khá là đơn giản. Chúng ta bắt cái chi tiết này xuống nè. Toàn bộ là các chi tiết từ bu lông tới đế này đều bằng máy nóc. Bắt các vị trí này xuống nền vệ sinh thế này. Sau đó bắt chi tiết này xuống. Cố định. À, sau đó sử dụng cái này chen lại. Đây. Thế là hoàn thiện xong cái bộ này. Nó đặt các cái tấm vách ngăn lên đây. Thì sản phẩm này được rất là sử dụng rất là nhiều trong các công trình nhà vệ sinh. Từ ngoài cái sản phẩm đó thì còn rất là nhiều cái thứ khác. Anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware hoặc là các đại lý để nắm rõ thêm thông tin chi tiết. Thì ngoài cái sản phẩm này thì còn có sản phẩm đó đi theo kèm là sản phẩm mát móc, quần áo dành cho các cái nhà vệ sinh cánh cửa. Trên cái vị trí này có cả cái nước cao su dùng để chống hoa độc, được gia công rất đẹp tỉ mỉ. Và đi kèm đó là sản phẩm tự đóng dành cho cánh cửa nhà vệ sinh. Sản phẩm này được sử dụng và lắp đặt khi cánh cửa luôn tự đóng, đảm bảo cái sạch sẽ cũng như cái lịch sự trong không gian nhà vệ sinh, đặc biệt là các không gian công cộng. Ở đây là cái khóa dành cho cánh cửa nhà vệ sinh. Các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware để được tư vấn cụ thể thêm các cái dòng sản phẩm này. Còn ngoài là còn có tay nắm và inox nữa.